Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay 31 tháng 7, mình sẽ cập nhật thông tin mới nhất về dự án Hamster Compass về cách trả thưởng airdrop. Hiện tại thì mình đang ở trên kênh Twitter chính thức của dự án. Chúng ta sẽ kéo lên và đọc cái tin tức buổi tối ngày hôm qua. Đây là cái bài đăng tối hôm qua. Chúng ta sẽ dịch cái bài đăng này ra để biết được cái thông tin nó sẽ trả airdrop cho cộng đồng nhé. Các CEO thân mến, vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã cập nhật lộ trình trên trang web của mình và phát hành sách trắng giới thiệu các kế hoạch mà chúng tôi có cho hệ sinh thái Hamster. Thứ nhất là chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng mỗi người chơi đều đóng góp vào thành công chung của chúng ta. Để phản ánh điều này, chúng tôi đã phân bổ tới 60% tổng nguồn cung cấp mã thông báo để phân phối cho cộng đồng. Thứ hai là chúng tôi sẽ sớm xuất bản phân tích toàn diện về hệ thống mã thông báo bao gồm mùa thứ hai sắp tới của trò chơi. Thứ ba là Airdrop Token Hamster là một công việc phức tạp về mặt kỹ thuật chưa từng có trong thế giới blockchain. Chúng tôi không ấn định ngày cụ thể vì một số lý do đơn giản không thể dự đoán chính xác tiến trình triển khai giải pháp này. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đang cộng tác không mệt mỏi với hệ sinh thái Tôn để đảm bảo quá trình Airdrop diễn ra suôn sẻ và liền mạch cho tất cả người dùng. Chúng tôi đánh giá cao từng người trong số các bạn và đánh giá cao sự tin tưởng sâu sắc của các bạn. Cùng nhau chúng tôi đã tạo ra một câu chuyện đáng kinh ngạc và xây dựng một trong những dự án phát triển nhanh nhất trong lịch sử Internet. Nhưng điều này chỉ là khởi đầu, một cuộc phiêu lưu thú vị đang chờ chúng ta. Tại giao điểm của giải trí, giáo dục và Web3, tái boot chúng tôi sẽ sớm kết thúc mùa đầu tiên, vì vậy hãy đảm bảo tận dụng mọi thẻ hoặc nhiệm vụ. Điều thứ nhất chúng ta cần lưu ý đó là cái mục này. Chúng tôi không ấn định ngày cụ thể vì một lý do đơn giản không thể dự đoán chính xác tiến trình triển khai giải pháp này. Có nghĩa là bên dự án nó đang hợp tác với lại bên Tôn để nó xử lý cái phần kỹ thuật để làm sao cái ngày nó phát hành Airdrop nó sẽ không bị nhãn mạng và không xảy ra lỗi. Cho nên là nó sẽ rất bất ngờ, nó sẽ không thông báo trước là ngày cụ thể là ngày bao nhiêu. Đây là cái điều các bạn cần lưu ý này. Và cái thứ hai nữa là cái mục tái boot này nó chốt một cái câu là chúng tôi sẽ sớm kết thúc mùa đầu tiên, có nghĩa là sẽ sớm kết thúc cái chương trình trả Airdrop mùa đầu tiên này. Vì vậy hãy đảm bảo tận dụng mọi thẻ hoặc nhiệm vụ. Đấy thì cái câu này nó rất là quan trọng nhé. Cái câu mà tận dụng mọi thẻ hoặc nhiệm vụ này. Hiện tại thì chúng ta đang có mở thẻ combo 3 chiếc thẻ hàng ngày này. Là cái thứ nhất là các bạn cần phải mở. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ mở khóa mật mã là cái cụm từ bí mật đấy. Đó là hai cái quan trọng này. Và cái thứ ba nữa là cái mục trò chơi nhỏ là chúng ta sẽ di chuyển cây nến để mở khóa. Đây là ba cái thẻ và ba cái trò chơi các bạn cần phải tham gia để chúng ta đạt được tối đa cái điều kiện được mở khóa cái đồng Hamster Compass này. Còn cái mục thứ tư là tải trò chơi đua xe đạp về để chơi thì cái đấy mình thấy là không khả thi, bởi vì mình thấy có rất nhiều người tải về nhưng chơi đến mấy chục lần rồi nó mới trả cho có một cái key hoặc là hai cái key. Có nghĩa là nó sẽ trả cái mã code về cho các bạn để chúng ta nhập vào, để chúng ta lấy cái chìa khóa đấy, nhưng mà lấy nó rất là khó nhé. Thứ nhất là các bạn phải chơi nhiều lượt này, thứ hai là các bạn phải xem video quảng cáo. Và những cái video quảng cáo ở trên cái app trò chơi đấy thì nó lại không cho chúng ta bỏ qua mà nó bắt chúng ta phải xem hết nên nó tốn rất là nhiều thời gian. Thì hiện tại là mình đang không tải cái trò chơi đấy về, mình đang chỉ có làm ba cái nhiệm vụ. Thứ nhất là mở thẻ combo, thứ hai là mở khóa mật mã và thứ ba là cái trò chơi nhỏ. Đấy thì hiện tại là mình đang tham gia đầy đủ ba cái đấy. Có cái chương trình là mở thẻ combo 3 chiếc thì thỉnh thoảng có những cái hôm mà nó tốn nhiều xu mình không mở ấy, thì cái đấy có khả năng là mình cũng sẽ bị một phần điểm yếu ở cái chỗ đấy. Nếu bạn nào mở được full tất cả các cái thẻ combo 3 chiếc ấy, thì bạn ấy sẽ có cơ hội được nhận airdrop nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái nội trình của dự án này nó sẽ cập nhật ở trên cái trang web chính thức. Đây chúng ta sẽ nhấp vào đây để xem nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ nhấp vào cái dấu 3 chấm này, sau đó thì mở bằng trình duyệt này. Để chúng ta dịch sang tiếng Việt thì nó sẽ dễ đọc hơn. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ nhấp vào dấu 3 chấm ở trên này. Chúng ta sẽ dịch nó sang tiếng Việt nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ kéo lên để đọc cái nội trình của dự án này. Những cái tháng qua rồi thì mình không đọc nhé, chúng ta sẽ đọc cái tháng tiếp theo. Hiện tại là đang ở tháng 7 này. Nó sẽ ra mắt nhân vật và giao diện này. MVP tích hợp trò chơi của bên thứ ba. Tích hợp trò chơi bên thứ ba là cái app mà chúng ta tải về để đua xe đạp này. Và giải phóng công nghệ cho Airdrop lớn nhất từ trước đến nay. Với cái mục giải pháp công nghệ cho Airdrop lớn nhất từ trước đến nay thì có thể là nó sẽ hoàn thành trong tháng 7 và đầu tháng 8 thì nó sẽ phát hành Airdrop và nó sẽ chia token về ví cho mọi người. Tiếp theo thì tháng 8 nó sẽ không nói là nội trình mà nó chỉ nói là sắp tới này,
Nó nói chung chung có nghĩa là bắt đầu từ tháng 8 trở đi thì nó sẽ có những cái mục này nhé. Thứ nhất là thành tựu này, thứ hai là triển khai công nghệ AirDrop lớn nhất này, thứ ba là nhiệm vụ AirDrop, thứ tư là ra mắt nền tảng chơi game này, phân phối TGE và AirDrop. Cái mục phân phối TGE và AirDrop này là có nghĩa là nó sẽ phát hành mã thông báo cho mọi người này. Thì cái này mình thấy đâu đấy nó cũng rơi vào khoảng tầm giữa tháng 8 hoặc là ở gần đầu tháng 8 này. Và tiếp theo là App Store ứng dụng cửa hàng Google Play. Nó sẽ đưa ứng dụng của nó lên cửa hàng App Store và Google Play. Rồi tiếp theo là sự kiện trực tiếp này và sự kiện có giới hạn thời gian đội hình. Và cuối cùng là nhiều hơn nữa. Thì đây là tất cả những cái nội trình của bên dự án họ thông báo để cho chúng ta cập nhật này. Hiện tại thì chúng ta đã đi hết đến tháng 7 là nó có vạch xanh này rồi, còn riêng cái tháng 8 là nội trình sắp tới đây thì nó chưa có vạch xanh nhé, là chúng ta đang chuẩn bị triển khai thôi. Đó thì trong tháng 8 nó sẽ phân phối TGE và AirDrop này, là chúng ta sẽ nhận được cái mã thông báo của nó vào tháng 8 các bạn nhé. Như vậy là trong video này mình đã cập nhật thông tin mới nhất cho các bạn về dự án Hamster Combat. Và đây họ có nói rằng họ sẽ phân phối tỷ lệ AirDrop cho cộng đồng là 60%. Thì cái này mình cũng khá là bất ngờ. Nhưng thực ra đối với cái dự án này nó có thể làm được như thế và nhiều hơn nữa, bởi vì các bạn có thể thấy là nó còn khẳng định nó sẽ là một trong những chương trình AirDrop lớn nhất từ trước đến nay trong cái thế giới tiền điện tử. Như vậy chúng ta có thể là thấy dự án này nó đang chơi rất là lớn. Và mình cũng hy vọng rằng tất cả chúng ta trong cộng đồng Hamster Combat này sẽ đều nhận được cái phần thưởng xứng đáng khi mà chúng ta khai thác cái dự án này đâu đấy cũng khoảng tầm 3 đến 4 tháng rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn kiếm được nhiều cái đồng Hamster Combat. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.